Trận Việt Nam, Ấn Độ 19 giờ tối nay ngày 27 tháng 9, hừng hực khí thế, chờ Quang Hải xuất trận. 19 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Ấn Độ. Đây là trận đấu cuối cùng tại giải Tam Hùng 2022. Mọi quan tâm hiện đổ dồn về Quang Hải. Sau 6 ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ Ấn Độ ở lượt trận cuối cùng tại giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Giải Tam Hùng 2022, chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đội tuyển Singapore ở ngày ra quân đem đến sự hưng phấn rất lớn cho các tuyển thủ Việt Nam. Nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng trước đó. Những cầu thủ như Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh hay Công Phượng có thể được ra sân sau khi tạm nghỉ để xem các tân binh của đội tuyển thi đấu trong cuộc đọ sức với Singapore. Tại kỳ AFF Cup sắp tới, những cầu thủ này cũng là nhóm cầu thủ được xem là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội để Quang Hải thể hiện tiềm năng mình trong khi trước đó anh có sự khởi đầu không mấy dễ chịu tại Pháp. Những gì đã học được tại Pháp là điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ rất muốn được cựu tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội thể hiện. Trở về với môi trường quen thuộc, các đồng đội quen thuộc, có lẽ tâm trạng của Quang Hải trong ít ngày qua đã ổn định hơn. Quãng nghỉ 5 ngày vừa qua của đội tuyển cho phép Quang Hải cũng như hầu hết các đồng đội có điều kiện tốt nhất để sẵn sàng bùng nổ cho trận đấu với đội tuyển Ấn Độ. Huấn luyện viên Park Hang-seo không có nhiều cơ hội làm việc với đầy đủ các trụ cột như lúc này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất có thể sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Về phía đội tuyển Ấn Độ, trận hòa 1-1 trước đội tuyển Singapore khiến cho cơ hội giành chức vô địch giải giao hữu là rất thấp. Dù vậy, tiền vệ biên Charleston Colaco rất nhanh nhẹn và linh hoạt, gặp tiền vệ Thapa và Jackson rất ăn ý, sẽ là ngòi nổ cho nhiều tình huống sóng gió trước hàng thủ của Việt Nam tối nay. Huấn luyện viên Igor Stimac, cựu tuyển thủ Croatia nhận định một cách thận trọng nhưng đầy quyết tâm. Việc tận dụng thời cơ để chuyển hóa thành bàn thắng sẽ phải được làm tốt hơn khi chúng tôi đối đầu tuyển Việt Nam, đối thủ tiềm năng hàng đầu châu Á hiện tại. Tôi phải thừa nhận các cầu thủ Việt Nam có trạng thái thi đấu tốt, họ đạt được phong độ cao, thể lực dồi dào, có thể do vẫn đang thi đấu tại giải quốc nội. Còn cầu thủ Ấn Độ chuẩn bị bước vào mùa giải mới nên chưa có được thể trạng tốt nhất. Việt Nam và Ấn Độ chưa từng giáp mặt ở các giải đấu chính thức như ASEAN Cup hay vòng loại World Cup. Hai đội mới có hai lần đá giao hữu, năm 2004 với chiến thắng 2-1 cho Việt Nam, năm 2010 với chiến thắng 3-1 cho Ấn Độ. Ấn Độ hiện chỉ kém Việt Nam 7 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.